Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chương trình là phần tin phản ánh một số hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an các cấp trong tỉnh thời gian qua. Lại thêm một nhóm thanh thiếu niên chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp. Tình hình vi phạm giao thông ở huyện Murdrak. Bây giờ, kính mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện phụ nữ trong khối lực lượng vũ trang của tỉnh vừa tổ chức trao tặng bò sinh sản cho hai hộ đồng bào ê đê nghèo ở huyện Lắk. Trong đợt này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng phụ nữ trong khối lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, động viên và trao tặng hai con bò giống sinh sản trị giá 30 triệu đồng cho gia đình chị Hờ Đêm Ông ở Buôn Giang La 1, xã Đắk Liêng và chị Hờ Nụ Phốc ở Buôn Đờ Hăm 1, xã Đắk Nuê của huyện Lắk. Đây là hai hộ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đối với các hộ nghèo dân tộc thiểu số ở buôn làng vùng sâu vùng xa, việc tặng bò sinh sản là cách chia sẻ, hỗ trợ thiết thực nhất, góp phần giúp phát triển kinh tế gia đình. Chính vì vậy mà trong những năm qua, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động, đóng góp mua tặng hàng chục con bò sinh sản, giúp đỡ cho các hộ nghèo. Công an huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đến các thôn vùng sâu vùng xa cấp phát đổi mới giấy chứng minh cho người dân. Đây là xã Tân Tiến, huyện Krông Bách. Toàn xã có hơn 1.200 hộ và gần 13.000 nhân khẩu. Do nằm cách xa trung tâm huyện nên việc đi lại, liên hệ làm các giấy tờ tùy thân đối với các hộ dân mất nhiều thời gian và khó khăn đối với những người già yếu, bệnh tật. Hiểu và chia sẻ điều đó, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Krông Bách đã tổ chức về tại địa bàn xã để làm thủ tục cấp phát và đổi mới chứng minh nhân dân cho người dân. Trong một ngày, nhờ đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm những yêu cầu không cần thiết, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính công an huyện Krông Bách đã tích cực làm cấp phát đổi mới chứng minh nhân dân cho 315 người dân ở xã Tân Tiến. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Krông Bách trong phong trào học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Xã Vụ Bổn, huyện Krông Bách hiện có hơn 4.000 hộ dân, gần 18.500 nhân khẩu với 11 dân tộc anh em cùng chung sống. Đây là một xã vùng sâu vùng xa của huyện, mặt bằng dân trí không đều, nhận thức hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế. Theo số liệu công an xã nắm được, hiện ở 5 trên 28 thôn buôn trên địa bàn xã có khoảng 11 đối tượng và nghi nghiện ma túy. Trong đó có 2 trường hợp tàng trữ buôn bán trái phép chất ma túy đã bị bắt và xử lý. Để phòng ngừa đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đợt này, xã Vụ Bổn đã tổ chức cho 28 thôn buôn ký kết thực hiện dự án xã Vụ Bổn không có tệ nạn ma túy. Theo đó, từ xã đến các thôn buôn phải có kế hoạch biện pháp cụ thể nhằm tăng cường tuyên truyền, toàn dân tham gia phòng chống ma túy và tích cực phát hiện, báo tin, phối hợp với lực lượng công an các cấp kịp thời xử lý các vụ việc mua bán, tàng trữ vận chuyển ma túy và tổ chức cai nghiện cho những người nghiện ở các thôn buôn. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 năm qua, lực lượng bảo vệ dân phố đã đóng góp một phần quan trọng vào việc giữ gìn ổn định tình hình an ninh trật tự. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2006 đến nay, lực lượng bảo vệ dân phố đã bám sát địa bàn cơ sở, tham gia tuần tra phát hiện và được nhân dân cung cấp 5.173 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ 662 vụ, bắt 816 đối tượng, vận động ra đầu thú và bắt 48 đối tượng truy nã. Qua đó, các ban bảo vệ dân phố đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể hòa giải thành 996 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Tham gia tổ chức hơn 5.000 buổi tuyên truyền phát động quần chúng, thu hút hơn 154.000 lượt người tham dự. Kết hợp đưa 46 đối tượng vi phạm pháp luật ra kiểm điểm trước dân,
góp phần tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 307 khẩu súng quân dụng, 451 khẩu súng tự chế cùng nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép. Các ban bảo vệ dân phố còn góp phần cùng các cấp quản lý, cảm hóa giáo dục giúp đỡ 284 đối tượng từ các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương, giúp đỡ 1.677 đối tượng chấp hành xong án tù, 124 người chưa thành niên phạm tội, tham gia quản lý 120 đối tượng đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, giải tỏa 2.730 lượt ùn tắc giao thông, tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, bảo vệ hiện trường 1.956 vụ việc, đưa 166 người bị nạn đi cấp cứu. Đồng thời, các ban bảo vệ dân phố còn phối hợp với cảnh sát khu vực, công an các phường, thị trấn, tổ chức kiểm tra hộ khẩu thường trú, tạm vắng 13.651 lượt hộ, kiểm tra chứng minh nhân dân và giấy tờ tùy thân hàng tuần, tháng, quý với 11.987 lượt người, 14.199 buổi tuần tra kiểm soát vào ban đêm, truy bắt 165 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đôn đốc, nhắc nhở 3.341 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk vừa điều tra làm rõ một vụ cắt trộm dây tiêu của dân. Vụ việc xảy ra tại rẫy của gia đình bà Phạm Thị Hưng ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ. Vào ban đêm, kẻ gian đã lẻn vào cắt trộm 24 trụ hồ tiêu đã trồng được 3 năm đang chuẩn bị thu hoạch của bà Hưng, gây thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. Tình hình trong thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã Buôn Hồ cũng đã xảy ra một số vụ cắt trộm và cắt phá dây tiêu của người dân, nên lãnh đạo công an thị xã đã chỉ đạo lực lượng điều tra hình sự phối hợp với công an phường An Lạc và các đội nghiệp vụ liên quan tập trung xác minh để xác định đối tượng liên quan trong vụ án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào ban đêm ở nơi rẫy vắng người, nhưng sau một thời gian tích cực điều tra, đội cảnh sát hình sự công an thị xã Buôn Hồ đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Công Hào ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ là đối tượng cắt trộm dây tiêu của gia đình bà Hưng. Do anh em mới cho một ít trụ tiêu mà trồng chưa có giống nên bị can nảy sinh ý định là đi cắt tiêu của nhà bị hại đó. Khi không có người phát hiện nữa thì em mới vô cắt tiêu. Bản thân của em thì giờ rất hối hận và em khuyên có những ai mà có ý định để trộm cắp tài sản của người khác thì nên dừng lại. Những vụ chặt phá cây trồng, cắt trộm dây hồ tiêu tuy thiệt hại không lớn, nhưng gây ra bức xúc cho các hộ dân và dẫn đến chuyện nghi kỵ làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm. Để ngăn chặn tình trạng này, các tổ an ninh nhân dân, ban tự quản và công an viên ở các thôn buôn cần tăng cường hơn nữa việc tuần tra phối hợp và các hộ dân cần có biện pháp hữu hiệu hơn để bảo vệ cây trồng trên nương rẫy của mình. Một đối tượng mới ra khỏi trại giam 10 ngày đã tái phạm, vừa bị đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang. Đó là Nguyễn Công Nghị ở tổ dân phố 1, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Nghị từng có một tiền án 2 năm 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, nhưng mới ra khỏi trại giam Đắk Tân 10 ngày, không lo tu chí làm ăn lương thiện mà hắn lại tiếp tục đi mua bán ma túy. Nghị bị một tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang nhận ma túy của đồng bọn, đưa đi bán cho một đối tượng khác. Khám xét trên người Nghị, tổ công tác đã thu giữ một gói thuốc lá Z, bên trong có chứa khoảng 38 gram heroin. Nghị khai nhận việc móc nối mua bán ma túy đều qua điện thoại, sau đó hẹn nhau ra quán cà phê để bí mật giao nhận hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình trạng vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng ở Tây Nguyên vẫn tái diễn phức tạp. Để thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, các tỉnh Tây Nguyên cần tăng cường quyết liệt hơn nữa các mặt công tác quản lý, tuần tra bảo vệ rừng và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, trong 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên, số vụ việc vi phạm về quản lý bảo vệ rừng đã phát hiện được là 2.251 vụ việc, trong đó có 513 vụ chặt phá rừng, gây thiệt hại 252 hectare,
46 vụ cháy rừng gây thiệt hại 391 hecta. Cụ thể là tỉnh Kon Tum phát hiện được 125 vụ việc vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng. Gia Lai phát hiện được 410 vụ việc, Đắk Lắk phát hiện được 625 vụ việc, Đắk Nông phát hiện được 446 vụ việc, Lâm Đồng đã phát hiện được 698 vụ việc. Diện tích rừng bị suy giảm, kéo theo đó là những hậu quả rất xấu về môi trường sinh thái, biến đổi khí hậu ở Tây Nguyên, hạn hán khắc nghiệt, sạt lở đất và lũ quét vào mùa mưa ở những khu vực đã mất rừng phòng hộ đầu nguồn. Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án trồng rừng thì rất chậm và hiệu quả ở nhiều nơi còn rất thấp. Để thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, đòi hỏi cấp ủy chính quyền, các lực lượng chức năng ở năm tỉnh Tây Nguyên cần tăng cường quyết liệt hơn nữa các biện pháp quản lý, bảo vệ trồng rừng, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng và môi trường. Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2016, trên địa bàn phường Bình Tân, xã Chư Bao và xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian cậy cửa phá khóa đột nhập vào nhà dân, lấy trộm nhiều tài sản. Là khi chú về lại là khoảng 5 giờ rưỡi là đi quật ra cái đường sau đó thì thấy ngã sau nó bị bứt một cái cửa ra, vô nhà thì thấy toàn bộ tài sản nó đã mất. Gồm những 4 bao tiêu, một cây ba vàng mà trong đó có vàng tây, vàng y, cộng tác với lại là 28 triệu tiền mặt. Lúc đó là cô vô là cô thấy trong buồng cô là mở tung quần áo rồi đổ tùm lum từ trên xuống dưới vậy á. Nó bung cửa sau là cong cái chốt, vô cửa thứ hai là nó bật cái bể tường, cửa thứ ba là nó mở cái khóa luôn. Trước tình hình đó, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án để điều tra, truy bắt thủ phạm và truy thu tang vật tài sản trả lại cho người dân. Trước cái tình hình trên thì lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo các lực lượng công an, các phường xã cùng với các đội khối cơ quan điều tra tập trung lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản và hình thức đột nhập cậy cửa. Ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban chuyên án, các lực lượng của công an thị xã, đặc biệt là các đội nghiệp vụ khối cơ quan điều tra, sự phối kết hợp của công an các xã phường trên địa bàn thị xã, thì trong một thời gian ngắn, lực lượng điều tra công an thị xã đã đấu tranh làm rõ được một số đối tượng. Qua một thời gian điều tra, công an thị xã Buôn Hồ đã làm rõ bắt xử lý hai đối tượng đầu tiên, cũng là hai đối tượng chính chủ mưu, đó là Nguyễn Tấn Cường và Lê Ngọc Huân, đều trú ở phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ. Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận do thiếu tiền ăn nhậu và đánh bạc nên đã đi trộm cắp. Vào ban ngày, sau khi đi dò la, thấy nhà dân nào vắng người là chúng dùng chiếc xà beng này cạy cửa, đập kính, phá khóa đột nhập trộm cắp. Trong 3 tháng, Cường và Huân đã gây ra 12 vụ đột nhập vào nhà dân lấy tiền, vàng, điện thoại di động, cà phê, tiêu và nhiều tài sản khác. Tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Giờ tụi em chạy xe vòng vòng các phường để cho là mấy giờ mấy chỗ nhà dân để tụi em đột nhập ạ. Đi ngang qua mà thấy cửa ở ngoài khóa với là cửa khóa sẽ hết rồi. Tụi em vòng ra đằng sau, tụi em dùng cây xà beng phá cửa sổ rồi vô trong kiếm được tài sản thì tụi em lấy cái đó ạ. Tụi em lấy tổn tài sản dùng vào việc ăn nhậu và đánh bạc ạ. Từ lời khai của Cường và Huân, Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục làm rõ và xử lý thêm 3 thiếu niên nữa là Nguyễn Quốc Huân, Nguyễn Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, cùng trú ở phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ. Đang ở tuổi vị thành niên, nhưng cả ba đều đã bỏ học từ sớm, lêu lỏng và mê chơi game online, thiếu tiền nên rủ nhau theo hai đối tượng Cường và Huân đi tham gia trộm cắp 2 vụ. Nhà đó là cửa bếp và cửa sổ đúng không? Cháu là Nguyễn Quốc Huân, cháu sinh năm nay 14 tuổi. Mới đây cháu hẹn bạn Huân đi ăn trộm tài sản. Lấy một bao tiêu bán được 10 triệu 130 ngàn. Cháu dùng vào địch là mua xe, thường lên mạng coi phim. Cháu tên là Nguyễn Tuấn, năm nay 15 tuổi.
cháu đi ăn trộm cắp tài sản của họ về được 6 triệu 9, xong cháu về chơi game một ngày hết 70 ngàn, báo cho mấy bạn tin nước tin thuộc nữa. Hiện Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Tấn Cường và Lê Ngọc Huân để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Ba thiếu niên còn lại thì giao về cho gia đình và địa phương có biện pháp quản lý, kiểm điểm, giáo dục. Vụ việc này lại tiếp tục rung lên lời cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên từ chỗ đua đòi ăn nhậu, nghiện chơi game online thiếu tiền dẫn đến trộm cắp. Qua công tác tuần tra kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, từ đầu năm 2016 đến nay, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Madarak đã phát hiện xử lý hơn 1.400 trường hợp người lái xe mô tô và ô tô vi phạm luật giao thông đường bộ. Do này chạy gần nhà đi công việc nó ngắn ấy, gần nhà nên em không có để ý, nên chủ quan nên không đội mũ bảo hiểm. Là một người dân thì em muốn nhắc nhở mọi người là lên tham gia giao thông nên đội mũ bảo hiểm và cho nó an toàn. Ngoài việc đội mũ bảo hiểm thì mình nên chấp hành mọi luật giao thông do quy định đề ra. Dạ, em chưa có bằng đi đăng ký thì nói chung là chưa có cả việc. Khi tham gia giao thông thì không có bằng lái, không có giấy phép lái xe thì vi phạm luật giao thông. Chưa đủ tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối, không có giấy tờ kèm theo, chở vật cồng kềnh. Những lỗi đó là vi phạm pháp luật, vì do là phải đi học ở nhà xa nên bắt buộc phải điều khiển xe. Qua đây em cũng xin rút kinh nghiệm cho lần sau là khi đi xe sẽ điều khiển phù hợp với lứa tuổi, rồi nhớ đội mũ bảo hiểm, không nên mang những vật cồng kềnh khi tham gia giao thông. Nên là đa số là các cái vụ tai nạn thông xảy ra lỗi chủ yếu là do là đi không đúng phần đường này, sử dụng rượu bia này, đấy rồi tránh vượt không đúng quy định, đấy rồi thiếu chú quan sát, đấy vân vân. Thì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cơ quan công an huyện Madarak thì mong muốn thì khi mọi người tham gia giao thông ấy, thì hãy chấp hành nghiêm chỉnh các quy tắc giao thông đường bộ, và như là đi bên phải theo chiều đi của mình này, đi đúng phần đường làn đường quy định này, đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đấy không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện. Do những lỗi chủ quan vi phạm của người tham gia giao thông nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Madarak, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, làm chết 6 người và bị thương 7 người, thiệt hại tài sản hơn 43 triệu đồng. Ngoài ra còn một số vụ va chạm giao thông khác làm bị thương 11 người, tăng 3 vụ và tăng 9 người bị thương so với cùng kỳ năm 2015. Đến nay, hệ thống đường liên thôn liên xã và tuyến quốc lộ 26 đi qua địa bàn huyện Madarak cũng đã được tu sửa, nâng cấp tốt hơn những năm trước. Tuy nhiên, để phòng ngừa và làm giảm tối đa tai nạn giao thông nghiêm trọng và các vụ va quệt giao thông, bên cạnh công tác tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa tuần tra nhắc nhở, xử lý của các cơ quan chức năng, đòi hỏi tất cả mọi người khi đi lại trên các tuyến đường của địa bàn huyện Madarak cần nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng và chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chương trình này vào 8:15 tối Chủ nhật tuần sau.